Maca là một loại cây công nghiệp cho giá trị kinh tế cao, được trồng phổ biến tại một số nước trên thế giới như Úc, Nam Phi, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, maca được đưa vào trồng thử nghiệm từ những năm 2000. Qua nhiều năm trồng thử nghiệm, có thể khẳng định maca đã trở thành một cây trồng hội tụ đầy đủ các yếu tố để mở ra tương lai phát triển một ngành công nghiệp mới cho nhiều vùng của nước ta. Đến nay, tổng diện tích trồng maca của cả nước là 10.000 ha, trong đó các tỉnh Tây Nguyên là 7.000 ha, Tây Bắc 2.000 ha, miền Trung và các khu vực khác là 1.000 ha. Quá trình vừa qua, có một số gia đình báo cáo là thất bại. Nhưng cái thất bại là có nguyên nhân rõ ràng, và chúng tôi đã nói rồi, là do giống. Anh em lấy giống, cái cây này phải là giống ghép, anh em lấy giống thực sinh. Nhưng đến bây giờ bà con đi thăm thêm, tất cả Tây Nguyên, các mô hình đều thành công rất lớn. Vì chúng tôi đã khẳng định, dùng giống tốt, 3 năm bắt đầu khó. Nhưng nhà 5 năm bây giờ thu lớn rồi, và nhà 8-9 năm thì như bà con thấy là người ta bắt đầu giàu lên bởi cái maca. Lâm Đồng là một trong những tỉnh có diện tích trồng maca khá lớn, với 1.200 ha, tập trung ở một số địa phương có khí hậu thuận lợi như huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Bảo Lâm và Đức Trọng. Tại đây, bà con trồng maca theo hai hình thức, trồng thuần và trồng xen canh. Vườn maca đã trồng được 10 năm này là của ông Nguyễn Đức Ba ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Năm nay cũng là năm thứ 6 cây cho trái. Sản lượng trung bình đạt 4 tấn trên diện tích 0,7 ha. Tôi thấy rằng trồng cây maca này á, một là cái công lao động nó ít, tất nhiên là đầu tư vào cái cây trồng này ít hơn so với những cây trồng khác. Cái mô hình mà trồng maca xen lẫn với cà phê này thì tôi thấy là thứ nhất là cái lợi về kinh tế, thứ nhất là trên cùng một diện tích đất mà chúng ta thu được hoạch được hai loại cây là cái năng suất kinh tế nó cao hơn. Ví dụ chúng ta vừa thu maca mà lại vừa thu cà phê thì cái năng suất nó ít nhất là nó phải cao hơn gấp rưỡi khi mà trồng cà phê đơn thuần. Theo chủ trương định hướng của tỉnh từ nay đến năm 2020 thì phát triển khoảng là 3.500 đến 4.000 ha, và giai đoạn 2020 đến 2030 là khoảng từ 12.000 đến 15.000 ha. Thông qua cái sự phối hợp giữa tập đoàn Him Lam và Ngân hàng Liên Việt thì có một sự tài trợ vốn rất lớn, cũng là 10.000 tỷ đồng. Do đó thì khi bà con phát triển về cái cây maca này đã có cái nguồn bảo lãnh tín dụng của Ngân hàng Liên Việt, cho nên đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi về mặt tín dụng so với một số cây trồng khác. Tại hội thảo chiến lược phát triển cây maca tại khu vực Tây Nguyên do Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức ngày 7 tháng 2 năm 2015 ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đi đến thống nhất đưa maca trở thành cây công nghiệp chiến lược nhằm phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên. Cũng trong hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ tư tổ chức ngày 11 tháng 3 năm 2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng maca là một lợi thế rất lớn, có thể phát triển hàng triệu hecta tại Tây Nguyên, nhưng chưa đặt ra được vấn đề này dù thị trường rất rộng lớn. Theo Thủ tướng, cây maca có thể giúp tái phục hồi lượng nước cần thiết. Đây là một vấn đề lớn đặt ra ở Tây Nguyên khi chúng ta đã khai thác nước ngầm trong một thời gian ở mức độ cao. Trong buổi làm việc với Hiệp hội Maca Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng đã nhấn mạnh nếu phát triển maca không nhanh sẽ mất thời cơ. Đây là mặt hàng sản phẩm mới được đánh giá là có triển vọng và chưa có một sản phẩm nông nghiệp nào lại có một ngân hàng và một hiệp hội đi kèm như maca. Do vậy, cần phải có cách làm bài bản để phát triển nhanh và bền vững. Tôi đã có chuyến thăm ngắn ngủi đến Việt Nam và tôi cho rằng tiềm năng phát triển cây maca ở đất nước bạn là rất lớn. Các bạn có nhiều vùng thích hợp cho loại cây này nhờ đất đai màu mỡ và thời tiết phù hợp. Trên toàn thế giới, lượng maca đang được trồng trọt vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Ngành maca của Australia luôn sẵn sàng hỗ trợ phía Việt Nam. Nhằm thúc đẩy phát triển cây maca tại Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, trong thời gian qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Him Lam Maca đã đóng vai trò đầu tàu, triển khai nhiều dự án hỗ trợ cho nông dân vay vốn ưu đãi, đồng thời xây dựng vườn ươm cây giống chất lượng, cũng như hỗ trợ xây dựng các nhà máy chế biến và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã và Him Lam đã có dự án thứ nhất là đã ký cái gói 10.000 tỷ trong vòng 5 năm tới đối với Lâm Đồng để cho vay ưu đãi đối với nông dân, và trong đó có cả kết hợp với
mua bảo hiểm cho nông dân khi vay vốn mua mắc ca. Thế và thứ hai nữa là Him Lam cũng đã đầu tư một nhà máy và một vườn ươm và tài trợ luôn giống cho không cho một cái xã ở tại Đức Trọng và giúp bà con kỹ thuật trồng mắc ca và bao tiêu sản phẩm luôn. Cùng với khu vực Tây Nguyên, một số tỉnh Tây Bắc cũng đang phát triển cây trồng này với diện tích khoảng 2.000 ha. Tập trung trồng nhiều ở tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Với điều kiện khí hậu, thời tiết phù hợp, cây mắc ca được trồng ở đây sinh trưởng phát triển tốt. Từ năm thứ 3, thứ 4 trở đi, cây đã bắt đầu cho thu trái. Hiện nay, mắc ca được xem là cây đa mục tiêu, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc và cũng là cây phát triển kinh tế cho bà con nông dân ở các tỉnh miền núi này. Cây mắc ca này thì nó thích hợp với rất nhiều loại đất, ở chỗ nào cũng trồng được. Đấy. Nhưng mà nếu như mà ta không chăm sóc tốt và không biết được cái nguồn gốc của cây mắc ca này thì sẽ ảnh hưởng về sau này. Chúng tôi là đánh giá là đất của Thiền Xin là trồng cây mắc ca là hợp. Nếu như có cái đầu ra thuận tiện thì tôi nghĩ là nhân cây mắc ca này ra cho bà con thì cũng là một cái cây mà có khả năng là xóa đói giảm nghèo được trong thời gian tới. Tôi thấy cây mắc ca là phù hợp và đủ điều kiện trồng ở thời tiết khí hậu ở trên Lai Châu là rất là phù hợp. Tôi cũng mong muốn là trong tương lai là cây mắc ca là cây xóa đói giảm nghèo cho bà con trong vùng sâu vùng xa, những cái khu đất trống đồi núi chọc. Song song với việc phát triển mở rộng diện tích trồng mắc ca tại các địa phương có điều kiện tự nhiên phù hợp, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tổ chức nhiều chuyến tham quan mô hình trồng, chế biến mắc ca và khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang nhập sản phẩm của hơn 20 quốc gia trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân hàng ngày nên sử dụng các loại hạt quả khô, trong đó có mắc ca. Nếu sử dụng mỗi ngày từ 25 đến 30 gram sẽ rất tốt cho sức khỏe. Hạt giang khô là một loại thức ăn nhẹ, rất được ưa thích ở đất nước chúng tôi. Số lượng người sử dụng ngày càng nhiều nên nhu cầu về sản lượng đang không ngừng tăng lên. Tại Trung Quốc, có rất nhiều các nhà máy chế biến hạt mắc ca và các loại hạt giang khô với sản phẩm rất đa dạng và phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chúng tôi đang đẩy mạnh hợp tác với nhiều nước khác để có đủ sản lượng cung cấp cho nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Chúng tôi mang đến đây sản phẩm mắc ca của Nam Phi để giới thiệu với người tiêu dùng Trung Quốc, bởi chúng tôi biết đây là thị trường tiềm năng, có nhu cầu lớn về hạt mắc ca nói riêng và hạt quả khô nói chung. Hy vọng người dân Trung Quốc sẽ sử dụng thường xuyên sản phẩm của chúng tôi. Tuy diện tích trồng mắc ca và các loại quả khô của Trung Quốc đang được mở rộng, nhưng sản lượng làm ra vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hàng năm, Trung Quốc vẫn phải nhập sản phẩm này với số lượng lớn từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là cơ hội mở ra cho các nước có điều kiện phù hợp để phát triển các loại cây trồng này. Hiện nay là Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung là đang rất quan tâm đến cái vấn đề là cái hạt quả khô trong vấn đề là cải thiện cái cơ cấu bữa ăn cũng như là đảm bảo cái sức khỏe cho người dân. Và cái tiềm năng, cái triển vọng của cái hạt quả khô là rất lớn. Đối với Việt Nam thì hiện nay là cũng là một cái nước có lợi thế trong cái phát triển cái này, đặc biệt là các cái tỉnh mà miền núi phía Bắc mà hiện nay là chủ yếu là đất rừng sử dụng kém hiệu quả. Cái hội chợ này nó có một cái giá trị rất hay là để giúp cho các bạn Việt Nam đến xem thì thấy rằng là đấy, nhu cầu thì cực kỳ lớn mà chúng ta chưa làm. Hiện nay làm ấy đang còn nhiều ý kiến khác nhau, cứ bảo làm để làm gì, ai mua. Nhưng mà thực ra thì mới đến Trung Quốc chúng ta đã thấy như thế này rồi. Mà nếu chúng ta sang Nhật Bản, chúng ta sẽ thấy là Nhật Bản cũng yêu cầu rất lớn, Hàn Quốc cũng yêu cầu rất lớn, rồi Ấn Độ cũng yêu cầu rất lớn, mà họ không trồng được, mình trồng được, tại sao mình không làm? Cho nên tôi thấy là cái ý nghĩa, cái giá trị cái của cái chuyến đi như vậy là rất là tốt. Và tôi mong rằng là sang năm 2018, cố gắng Việt Nam nên có một cái phòng giới thiệu sản phẩm ở đây. Hiệp hội của chúng ta đã đăng ký với là Hiệp hội Trung Quốc rồi. Sang năm họ sẽ dành cho mình một phòng để chúng mình
trưng bày những sản phẩm của mình, giới thiệu cho Trung Quốc. Tại Việt Nam, nhiều địa phương cũng đã coi maca là cây trồng không chỉ cho giá trị về kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội và môi trường rất lớn. Đặc biệt, với đặc điểm đầy nắng và gió như ở khu vực Tây Nguyên của nước ta, thì maca là cây che bóng và gió rất tốt. Việc trồng sen cây maca trong vườn cà phê sẽ phát huy được lợi thế này. Những mô hình trồng maca ở đây đang ngày càng khẳng định tính hiệu quả mà nó đem lại. Tuy nhiên, rất cần có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành để mô hình này có thể phát triển bền vững. Hồi nãy ta đi xem một ông nông gia là trồng tập trung, tức là thuần cây maca. Bây giờ ta xem như ông đây nè, là trồng cây phân tán, tức là trồng sen, cây maca. Thì cả hai có thể trả lời một cách rất ngắn gọn là cái nhìn, cái vẻ mặt, cái nụ cười của mấy cái vị này thì nó nói hiệu quả của vấn đề rồi. Còn đi thực tế thì sáng giờ nghe, chúng ta nghe rất là rõ rồi. Anh em trình bày cái trồng tập trung thế nào, cái trồng sen trong cái cà phê thế nào. Rõ ràng hiệu quả tốt là rất là rõ. Kinh tế, xã hội, môi trường rất là tốt, đều tốt cả. Thì chắc chắn rằng về ngành nông nghiệp nên có cái tổng kết rồi cũng có cái hướng dẫn dân. Đưa khoa học kỹ thuật vào nữa, thì nhà nước thì phải có tác động về khoa học kỹ thuật là một, thứ hai là tác động về tín dụng, tác động vào để làm sao nông dân người ta yên tâm, người ta sản xuất mở rộng quy mô ra. Hiện nay, maca được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hạt quả khô, hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao. Với kết quả có được từ những mô hình trồng maca ở một số tỉnh Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã cho thấy cây maca tỏ ra thích nghi với điều kiện khí hậu thời tiết ở đây. Cây đang sinh trưởng và phát triển rất tốt. Đến thời điểm hiện tại, thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng khá thuận lợi. Hy vọng với sự quyết tâm của bà con nông dân, cùng sự vào cuộc của các nhà khoa học và sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, cây maca sẽ trở thành cây trồng tiềm năng giúp cho bà con nông dân ở nhiều địa phương có thể phát triển kinh tế và làm giàu hiệu quả.